Quý vị và các bạn thân mến, từ 1 đến 2 lần trong tháng, bà con có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận các phần thức ăn nóng và bổ dưỡng tại địa chỉ 5A, đường 30 tháng 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Đây là chương trình bếp ấm nghĩa tình do Ban công tác mặt trận khu vực 4 phối hợp với các ban ngành đoàn thể khu vực thực hiện. Nhà văn hóa khu vực 4, phường Xuân Khánh được tận dụng để làm nơi các thành viên thực hiện nấu ăn. Mỗi lần phát, nhóm sẽ chuẩn bị từ 150 đến 200 suất ăn miễn phí. Số tiền dao động từ 3 triệu 500 ngàn đồng đến 4 triệu đồng từ nguồn tiền vận động các mạnh thường quân. Ý nghĩa và mục tiêu tem hướng đến tức là bà con vào cái dịp đầu tuần hoặc cuối tuần thì vào cái buổi chiều thì sẽ có cái suất ăn nóng và bổ sung thêm dinh dưỡng. Đồng thời quan trọng nhất là bà con sẽ cảm nhận được là vẫn có người quan tâm trong cái cuộc sống bộn bề này, thì vẫn có người chăm lo và quan tâm đến những cái hoàn cảnh khó khăn để bà con có thể tiếp tục có động lực trong cuộc sống của mình. Khi cùng với mọi người và các ban ngành ở đây làm cái công việc này cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì mình được góp phần một chút ít nào đó để mà giúp đỡ cho những hội viên nghèo. Các thành viên thường chuẩn bị nấu ăn từ 13 giờ và đến 16 giờ là có thể sẵn sàng phát tặng bà con. Thực đơn được thay đổi phong phú từ đồ chay cho đến đồ mặn như bò kho bánh mì, cà ri gà, cơm thịt kho trứng, bánh ướt chả lụa. Nhận vui mà đồ ăn rất là ngon. Hồi nãy về có khoe với bà ngoại á, là bữa nay cô cậu ở trong này cho bánh mì, bò kho. Đó, thành ra bà ngoại mừng, ngoại vui lắm. Ăn tháng ở đây gì có lại đây lấy đồ ăn. Cô chú ở đây rất là vui vẻ, đồ ăn rất là ngon. Đây là mô hình dân vận khéo được thực hiện từ đầu tháng 2 năm 2022 cho đến nay. Ban công tác mặt trận khu vực 4 cho biết mô hình này sẽ được duy trì lâu dài trong tương lai, bởi tất cả các thành viên tham gia đều cảm thấy rất vui khi được làm điều ý nghĩa.